Cái này cái nuôi bồ công nha bạn, nuôi công nuôi mặt khỉ á, nhưng mà nó có bú nữa. Có người kêu nuôi vú bò, nuôi vú giết gì biết, có nguyên một cái cục nuôi bự tổ luôn nè. Đó đó, thấy chưa, đeo nguyên một cái cục bú chà bá. Cây này cái hoành nhỏ bạn ơi, hoành chỗ này chắc khoảng 20, gốc này chắc khoảng 20. Cây này già cây, chiều cao nó khoảng 18. Đó, ăn tiền cái chỗ cục bú độc lạ này nè. Đó, có một chỗ kêu mắc cười lắm, hồi trước mình coi mấy cái clip kia, cây xanh bú á bạn, hồi xưa mình có bán một cái cây xanh bú, hồi xưa mình có bán một số dòng xanh bú á nha bạn. Mình coi cái kênh Độc Lạ Bình Dương gì, thấy chủ nhân kêu cái cây đó là xanh bú, không kêu mà kêu cái cục này, cục gì quên mất tiêu, cục lóc. Trời ơi, con số chỗ vừa giống như mấy cây xanh nó cũng có nổi bú nữa bạn, cây si si gừa rồi nó cũng có nổi bú rồi, nổi bú hồ hồ thôi, nổi u u nần rồi bú rồi lum hết nha bạn. Con số chỗ kêu tích tụ phát lộc, trời ơi đúng là do con người đặt ra mấy bạn ơi. Cục này mà tích tụ phát lộc không biết phát gì, cái này có đứa phát bệnh chứ phát lộc gì. Cái cục này một thời gian là có thể nó, nếu mà mình nuôi vậy thì bình thường nha bạn, nếu mà mình nuôi mà mình để sâu sâu mọt á là nó sẽ bể cục nuôi ra nè, nó bể cái nó ra mấy cục nuôi nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ ở trong vậy đó. Còn bình thường nếu mà nuôi mà kỹ lưỡng thì bình thường nó cứ vậy hoài, có thấy nó vậy hoài, tích tụ phát lộc. Cái này có nước phát bệnh chứ không phải phát lộc đâu nha các bạn, theo thời gian là có thể nó bể ra. Cái cây xanh bú cũng vậy đó các bạn, xanh bú nếu mà mấy bạn chọn trúng mấy dòng không phải bú mà dạng kêu bú nó thấy á, là nó sẽ bị bể xanh bú á nha các bạn. Bú mấy năm trước mình có bán mấy cây, là mình bán hồi xưa mình có bán giống nhánh 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 nha, nó có lên cục bú bự tổ rồi nha. Mấy cái đó nó dễ bể lắm nha các bạn, nuôi phải khéo rồi chứ không phải là nó bể. Số chỗ kêu tích tụ phát lộc mình nghe mình còn mắc cười, đúng là con người, đúng là dân giới chơi kiểng đặt sao cho nghe nó hay mà, kiểu đặt cho nó hay, bán cho có giá một chút. Tích tụ phát lộc cái gì, mua cây đó nếu mà mua cây gì mà về mà ở không không lo ăn không cũng phát bệnh luôn chứ đó, phát lộc phải làm mới có ăn chứ đâu ra phát lộc dễ dàng vậy. Cây này cái đế nó cũng được, đế nó cắm cắm luôn để nó bổ em nhận 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 con cái nó ra cái cục bú. Nó như cái chùm nè, nhìn nó ngon ngọt, mình mua mua là mua do cục này nó làm mấy cái mini là lạ chơi thôi chứ. Nuôi bồ công nó lớn, nói chung mấy cái dòng này cũng từ mặt khỉ ra nha các bạn ơi, từ nuôi mặt khỉ ra thôi. Còn cái dòng trung sim là nó khác hẳn này, màu da nó sáng hơn cái này hơi đen đen, màu da mặt khỉ rồi nó đen đen. Còn trung sim mà nó sáng sáng với lại mắt lá nó nhạt hơn, nhưng mà nó vẫn là cây lá lớn, nhưng mà nó lá nó ban đầu nó vẫn là hai ngón tay nó bự tổ thôi, nhưng mà nó vô lá là nó sẽ nhỏ hơn lá mặt khỉ, nhỏ tí xíu và nó tròn tròn, nó tròn tròn. Sau này cục nu nó cũng khác, cái màu da nó cũng hơi khác tí xíu nha bạn, mắt lá nó nhạt hơn tí xíu nên ta kêu gò cong lá trung là vậy. Chứ thật sự nó cũng là cây lá lớn thôi. Nu gò công, ai mà thích cho lạ lạ mua cái này về làm mini chơi giải trí tạo sự ấn tượng thôi, chứ có một cục này mốt mình bắt cái cành này, đây có hai cái chốt cành này, không biết có nên bỏ hay không nữa nè. Này mốt chắc mình làm cái ngọn lên như chơi cây thẳng vậy. Uống mấy cái cành đệm đệm này chơi giải trí thôi, nó tích tụ phát lộc này, nó ai muốn kêu tích tụ phát lộc thì phát, nhưng mà mua về cũng phải làm ăn nha, chứ không phải phát lộc nằm ở không cái mua số trúng có luôn nha bạn, ăn chỗ đó có nước phát bệnh luôn nha, phát lộc. Nuôi công các bạn ơi, bán giải trí này mình bán có này mình đục được cái hai cây.